Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel Đồ Thu Âm Việt của mình ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với những người mới tham gia vào tập làm về thu âm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm thế nào để chúng ta tạo một project để thu âm nó đơn giản nhất để cho mọi người không mất thời gian vào cái việc này. Và nhiều như ngày xưa khi mình mới tập thu âm ấy thì nó cũng rất là vất vả, vì lúc đó thì thông tin nó rất ít và rất ít người chia sẻ về về cái thu âm này. Thì mình đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách làm thế nào để đỡ mất nhiều thời gian vào cái việc tạo những cái project để thu âm như này. Và cái việc đầu tiên thu âm là chúng ta phải có một cái sao cạc. Nếu như mà chúng ta thu bằng cái cạc on board ở trong máy tính thì thường là những cái cạc đó chất lượng rất là kém và rất là yếu, để mà thu thì thường là không thu được. Thì hôm nay mình giới thiệu mọi người qua một cái cạc. Cái cạc này nó cũng rẻ tiền thôi, cạc UMC 22 của Behringer. À, đây đây là cái thông số cái cạc đây nhé. Đây là cái sao cạc này, cơ bản một cái sao cạc này gồm có đường input 1 này, input 2 này, cái đường cắm mic này, các bạn cắm mic vào hoặc cắm line in vào này, và nó có gain này, gain 1, gain 2 và headphone và main out, ra loa đấy, monitor đó. Direct monitor. Đó, còn đây là headphone. Headphone to nhỏ. Đó. Chỉ đơn giản thế thôi, chúng ta sẽ cắm vào đường 1 hoặc đường 2 tùy vào cái mic của chúng ta. Mic đây là mình cắm mic đường 1 và đường line là để cắm guitar, để mình thu guitar, đường 2, 1 đường 2. Và có nguồn 48V thì ở đằng tùy, có cái nguồn 48V ở trước ở đây, có cái nguồn 48V đằng sau, cái của mình nguồn 48V ở đằng sau. Cái nguồn bắn 48V để cho những cái mic condenser nó phải có cái nguồn điện riêng, thì những cái sao cạc interface này thì nó kết hợp có luôn cả nguồn 48. Thì chúng ta dùng cái nguồn 48 đó để chúng ta thu. Phải có thì cái mic đó nó mới hoạt động được. Đó, đó là chia sẻ cho mọi người cái hoạt động của cái sao cạc. Thì cao sao cạc nó có line và insert này, và bass. Bass là cái hệ thống mà là nó như thu những cái tiếng nó mạnh mạnh nhá, tiếng mạnh như trống trước thì người ta dùng cái bass này để nó kìm bớt lại. Đó, direct motor là gửi một cái tín hiệu gốc qua cái monitor, gửi đi đâu đó thì tùy. Thì nó có hai đường layout đằng sau. Đó, và mình khi chúng ta đã có rồi, có cái cạc rồi, và đường in out chúng ta cũng biết thế nào là in out rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề thứ hai là cái software. Software thì mỗi software nó có một cái ứng dụng khác nhau. Nhưng mà mình hướng dẫn mọi người trên cái Logic Pro. Cái Logic là của máy Mac. Trên máy Logic Pro là của máy Mac, nên là trên máy Mac thì nó cũng có giao diện nó hơi khác, nhưng mà về cơ bản thì chúng nó không khác gì nhau cả. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ tìm những cái software của chúng ta ấy. Chúng ta phải cài đặt và chúng ta tìm cái phần setup về audio như output và input này. Thì mình để output là cái cạc UMC22 và input cũng thế. Cái IO buffer size này nó thường chúng ta để càng thấp thì độ trễ nó càng ít, và để cao lên này thì độ trễ sẽ rất là nhiều. Đó. Và mỗi phần mềm nó có một cái setup khác nhau. Nhưng mà cơ bản nó đều giống nhau cả in out thôi, nó không khác gì nhau mấy. Và nếu như ai dùng Logic thì chúng
preferency này và vào audio này, và chúng ta tìm cái cạc âm thanh mà chúng ta định thu này. Đây mình tìm đó, đến đây system UMC22192 đó. Và đường mic thì mình để mic 1 đúng không? Mic 1 đó, mình sẽ in 1 này. Thì trên cái đường input của nó mình sẽ để in 1. In 2 nó là line, là đường mình để thu guitar, và nó trên nó là in 1. Và khi tạo track trong logic thì cũng như những cái khác thôi, chúng ta có thể tạo được rất nhiều track và nhất rất nhiều đường in out của cho một cái software. Và mình ví dụ mình muốn tạo một cái track sitar để mình add nhạc vào, thì mình trên cái logic thì mình sẽ vào track và vào new audio này. Cái hai mình đặt tên là music. Music thì mình đó, mình để site logic thì ấn vào đây nó sẽ sang site audio, và mình sẽ import đó vào file và vào import audio. Mình sẽ vào một cái bài nhạc nào đó. Ví dụ mình sẽ import nó vào à. Có nhạc rồi, và khi phần thu thì cũng vậy, thì chúng ta sẽ có record. Và bên những cái app khác thì thường cái y là input monitor này, nó là cái loa là để chúng ta kiểm tra, để chúng ta nghe thường hát, để nghe thấy âm thanh mà chúng ta hát. Đó vậy thôi. Vậy và khi có music rồi, có track music rồi, có audio rồi, chúng ta sẽ gửi những cái send effect rồi send FX. Trên mỗi app nó có một, nhưng nó có trên mỗi app nó có khác nhau, nhưng mà về cơ bản thì nó không khác nhau gì cả. Và các bạn mới thì các bạn chịu khó tìm hiểu. Và hôm nay mình đã chia sẻ qua cái cách để chúng ta tạo một project. Thực ra với mình bây giờ những cái việc này nó rất là đơn giản vì mình quen rồi. Và mới đầu mọi người tìm hiểu nó sẽ mất thời gian và hơi khó khăn. Nhưng mà những cái app khác mình nghĩ nó cũng như vậy thôi. Cũng đơn giản lắm. Mọi người, quan trọng là mọi người phải bỏ công ra tìm hiểu về cái cách vận hành của những cái app đó. Đó, như này xong rồi mình thu thôi, mình thu là mình hát thôi. Ví dụ này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là hôm nay mình cũng đã hướng dẫn và chia sẻ mọi người cách nha. Vậy là hôm nay mình đã chia cũng đã vâng và vậy vậy như vậy là hôm nay mình đã cũng đã chia sẻ xong mọi người cái cách để mà tạo track music và track audio để chúng ta thu. Khi xong rồi thì chúng ta tiến hành thu thôi. Thu và mix thì những cái video trước mình đã hướng dẫn về mix rồi. Nếu như ai mới xem ai mới Nếu như ai mới tập mic thì các bạn có thể xem những cái video trước của mình hướng dẫn rất kỹ về cách mic và cách làm. Mình đã hướng dẫn rất kỹ về cách mic và cách tạo reverb, tạo delay. Vâng, và hôm nay cái video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã xem. Và mọi người nếu mà xem thấy giúp được mình cái gì thì nhớ đừng quên like và chia sẻ video của mình nhé. Và nhớ subscribe ở dưới.
nhớ subscribe nhé. Cảm ơn. Chúc các bạn nhiều may mắn và thật vui trong cái con đường âm nhạc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.